Nhà Nam xin chào bạn nhé, chúc bạn có ngày mới thật nhiều niềm vui sức khỏe và luôn thành công. Nay chủ nhật lên clip nhẹ nhàng tí bán một ít hàng cho anh em. Thì đây cập nhật lại có con iPhone 5 SE, 5 SE 2. Đây là phiên bản 2020 khá là chất, sử dụng được eSIM, có cấu hình khá là cao, RAM 3GB, bộ nhớ 64GB, cực kỳ chất. iPhone 5 SE. Màn hình 4:7 và còn bảo hành chính hãng đến tháng 7 2021 nhé. Khá là chất luôn. Và bản này có dùng được eSIM rồi, nên là con hàng này gọi là con siêu máy phụ. Rất là chất, máy phụ mà dùng 2 SIM thì các bạn biết rồi đấy. Đẳng cấp luôn, đỉnh của đỉnh nhá, cấu hình cao. Giá bán là 8.700.000, nguyên hộp, có sạc zin. Rồi tiếp theo nữa đây là mình có một con hàng nguyên hộp Samsung Galaxy A50s, hàng cực kỳ là chất, còn bảo hành khá là lâu, bảo hành tháng 5 2021 luôn. Đầy đủ phụ kiện zin còn rất là mới nhé. Máy thì đạt tiêu chuẩn keng, khá là chất, siêu lướt. Giá bán là 4 triệu nha. Rồi tiếp theo còn một con A71, nguyên hộp, hàng như kiểu hàng trưng bày thanh lý, rồi còn bảo hành tới tháng 9 luôn này các bạn. Đấy, ngon lành, rất là chất, chuẩn chỉ luôn, đầy đủ phụ kiện, nguyên hộp màu đen, còn bảo hành tháng 9, RAM 8, bộ nhớ là 128GB, Samsung Galaxy A71, chuẩn chỉ luôn. Màn hình là 6:7, pin châu, pin 4500mAh, có giá bán cực kỳ hấp dẫn, 6.600.000. Và tiếp theo đây có iPhone XS Max. Để mình xem. Mã Mỹ, bản 64GB, zin nguyên bản nhà sản xuất. Tình trạng pin còn bao nhiêu đây? Con này pin 100% luôn. Nói chung chuẩn chỉ khá là ok nhá. Giá bán 13.700.000, chuẩn chỉ luôn. Rồi tiếp theo nữa mình còn một con nữa, cũng thế, con này pin kém hơn, con này pin 91% thôi, nên mình bán giá là 13.500.000 nhé, giảm xuống 200. Và tiếp theo mình có một con phiên bản đặc biệt, mã Mỹ, bản 512GB. Con này có chảy xước lông mèo nhẹ, con này là con máy của vợ mình dùng, đã được nâng cấp con 12 Pro nên bán lại nhé. Tuy nhiên thì có chảy xước lông mèo, bởi vì nhà mình thì không có khái niệm là luôn luôn là một đời ta, bao la đời chúng nó, nên là xài cũng không giữ gìn lắm, nên là có tí chảy xước thì mình cũng nói thật như thế. Mình quan trọng thứ khác thôi, không quan trọng điện thoại, xe pháo, các cái không quan trọng. Đấy, nhà cửa cũng thế, bình thường, bình dân, quan trọng uy tín và chất lượng. Đấy, ok, bản 512GB nhá, và tình trạng pin cũng còn khá cao. Máy có vài vết chảy xước lông mèo nhưng không ảnh hưởng đến nội thất máy, dùng rất là ok, chỉ khi mà nâng cấp lên đời thì bán lại cho mọi người thôi. Đây, pin còn 91%. Và bản Mỹ 512GB cũng được coi là một phiên bản rất là hiếm, rất đẹp, chuẩn. Đấy, chảy xước lông mèo nhẹ không đáng kể các bạn nhé. Thì giá bán của con này là 15.500.000, cực kỳ ok luôn á. Rồi tiếp theo đây thì mình có con Redmi 9, nguyên hộp, hàng có thể nói chuẩn chất, siêu lướt, phiên bản RAM 3, bộ nhớ 32GB, giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ có là 2.800.000 thôi nhá, 2.800.000, để xem máy màu gì. Đây là dòng chuyên game nên các bạn không phải lăn tăn về cấu hình, nói chung là không phải âu ơ ví dầu. Camera thiết kế khá là nổi bật, khá đẹp, và máy rất là lớn, màn hình vào khoảng 6.5 inch, cực kỳ chất, 4 cam sau, có vân tay sau lưng, pin châu nhá, nguyên đai nguyên kiện, mình nghĩ là còn cả ốp ở đây này. Đấy, giá chỉ có 2.800.000, chưa giờ là rẻ thế này, hôm nay có khi bán hớ. Và mình lưu ý với bạn rằng là hôm nay chủ nhật này, cuối tuần này và những tuần sắp tới mình có rất là nhiều tiệc tùng, đám xá, đám cưới đấy, nên là có khi mình không nghe được máy,
mọi người thông cảm, không có vấn đề gì đâu nha, cứ bình tĩnh sống. Nhắn tin cho mình một tin nhắn đấy, sau khi mà giãn tiệc mình sẽ alo lại cho bạn hoặc là trả lời tin nhắn cho bạn để chốt hàng, đừng lo lắng gì hết nhá. Thì tiếp theo đây giới thiệu cho bạn một con V sửa mắc. Con này nhìn thế này thì cũng biết là còn bảo hành ngày 4 tháng 11. V Smart Active 3, đây là phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ là 64GB, rất chất, còn nguyên cả hộp phụ kiện chính hãng còn luôn. Mặc dù đã dùng rồi nhưng còn rất ok nhé. Nhưng con này còn bảo hành cả năm thế này thì không có việc gì phải lăn tăn cả. Và giá bán của nó là 3 triệu. Chuẩn chỉ luôn, bảo hành cả năm, không phải nghĩ. Rồi tiếp theo là có Oppo A12, phiên bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Màu đen và có kẻ sọc caro ở lưng nên là một thiết kế khá là mảnh vỡ nhưng mà không hề vỡ. Máy rất là chất, đẹp. Đẹp leng keng như xà beng, phiên bản RAM 3 bộ nhớ 32GB. Giá bán chỉ có 2,3 triệu thôi các bạn nhé. Thời đại gì rồi mà 2,3 triệu có một con smartphone rất là chất, pin trâu. Chuẩn. Đây tiếp theo có một con A71 còn bảo hành khá là lâu. Có thể nói là siêu lướt, các bạn thấy là còn bảo hành tháng 10. Mà các bạn biết là nó nằm sân đây là đôi khi cũng nằm sân cả tuần lễ hoặc 10 ngày rồi. Đấy, thì thực ra người ta đã dùng có là bao nhiêu đâu. Rất là ok. Samsung Galaxy A71 chuẩn chất. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Con này có giá bán là 6,3 triệu các bạn nhé. 6,3 triệu. Rồi đây. Có một con hàng chuyên game nữa đây, còn bảo hành tháng 4 2022. Đấy, dạo này cứ đua đòi Việt Nam với Trung Quốc thì lại cứ bảo hành 5,5 năm, còn Hàn Quốc với Mỹ thì bảo hành có 1 năm. Đấy, ok, thì bảo hành bao nhiêu không quan trọng, bởi vì thực tế ra hàng điện tử các bạn sẽ biết được lỗi của nó ngay sau 1 tuần sử dụng nhé. Cái này mình khẳng định điều đó luôn, nếu không có lỗi là xài bền ok lắm. Trừ khi các bạn làm rơi, làm rớt, làm vào nước thôi. Con này làm con siêu khủng với màn hình 6 inch 6. Con Redmi Note 9 phiên bản 128GB. Còn bảo hành rất lâu, màu xanh mình để đây đến bụi luôn rồi. Đấy, chưa bán được. Lại review bán luôn cho bạn. Hàng rất keng, rất chất. Đấy. Giá bán là 4,4 triệu bạn nhé. Phiên bản 128GB. Redmi Note 9S. RAM 6 bộ nhớ là 128GB nhé. Pin hơn 5.000. Rất trâu, màn hình 6 inch 6. Rộng rãi, thoải mái, ngon lành. Màn hình nốt ruồi luôn đấy. Thấy chưa? Đua đòi chưa? Chuẩn luôn. Rồi tiếp theo giới thiệu đến các bạn một con Realme 6. Realme 6 này cũng khá là chất. Với RAM 4GB và nhớ 128GB. Pin trâu. Chuẩn chỉ. Con này thì anh em với Oppo nếu bạn yên tâm rồi. Có thương hiệu rồi ha. Mặc dù nó chưa có thương hiệu nhưng Oppo có thương hiệu. Và nó là có thiết kế phần cứng không khác gì Oppo. Đây, con này 4 camera sau, rất là ok, sử dụng con chip chuyên game MediaTek G90T 8 nhân, chuẩn chỉ luôn. Giá bán chỉ có 3,9 triệu thôi các bạn nhé, 3,9 triệu. Và tiếp theo đây có một con Oppo F11 rất là ok luôn. Màu xanh đậm, xanh đen, máy keng, chuẩn. Con này có chế độ sạc nhanh rồi nhé, sạc vốc, mặc dù là chân sạc 8,6. RAM 6 bộ nhớ 64GB. Máy rất chất, màn hình 6,5 inch. Giọt nước chính hãng, dùng 2 sim ngon lành, thoải mái. Giá bán chỉ có là 3,2 triệu các bạn nhé, 3,2 triệu. Và tiếp theo là A5 2020, sản phẩm nồi đồng cối đá. Đấy, cày trên mọi mặt trận. Con này tuy bình thường đơn giản nhưng có chân sạc Type-C rồi, nhưng cũng không phải có chế độ sạc nhanh nhé các bạn. Lưu ý nha. Và con hàng này có pin 5000, RAM 3GB bộ nhớ 64GB, rất là chất. Hai loa kép, màn hình 6,5 inch, chuẩn zin chính hãng và sử dụng được 2 sim ngon lành. Khá là chất luôn nha các bạn. Con này nồi đồng cối đá, giá bán chỉ có 2,8 triệu thôi. Không thể ngờ được với 2,8 triệu mà người ta thiết kế được một cái con máy nó chất như thế. Tiếp theo đây đến sản phẩm Reno 3. Đây chúng ta sẽ có màu ánh bạc này. Đây là màu ánh bạc, máy keng chuẩn, RAM 8 bộ nhớ là 128GB. Cực kỳ hấp dẫn với giá bán là 4,7 triệu. Con này có thể nói là rất đẹp.
đẹp từ bên ngoài cho đến bên trong. Và đây là màu xanh biển, màu xanh đấy, để đây nó bẩn các bạn nhé. Máy này keng hết và còn bảo hành chính hãng khá là lâu, khoảng tháng 8 tháng 9 năm sau. Cực kỳ chất, màn hình giọt nước 6.5 inch, zin chính hãng, dùng được 2 sim, ram 8 thì máy vẫn thoải rồi, pin cũng được 4.000, rất là chất. Giá bán chỉ có 4.7 triệu thôi, có 3 màu cho chúng ta lựa chọn. Đây đây sẽ là màu màu đen nữa đây, các bạn thấy này, cực kỳ chất nhé. Cái này xem những máy này rồi thì chỉ từ chết cho tới bị thương đấy, thích là mua thôi, không chê ở đâu được, những sản phẩm rất đẹp. Và các bạn lưu ý khi mua hàng tại shop Di Động Nhật Nam là được kiểm tra hàng, khi nhận hàng là được kiểm tra hàng. Rồi đây mình có một cặp Oppo, nó đã nói đến Oppo thì nói luôn cho nó mạnh. Đây là Oppo A93, mới sản xuất cái đột, còn bảo hành khoảng tháng 10, tháng 11 năm sau. Đấy, có hai màu, màu trắng bạc, tức là mình tạm gọi là màu ánh bạc đi, và màu đen. Giá bán con này là 5.7 triệu nhé. Ram 8 nhớ 128GB rất là chất luôn. Độc lạ, 4 camera luôn. Đấy, 4 camera mà cái thiết kế theo kiểu 4 camera to như nhau này thì rất là hiếm cái sản phẩm sử dụng nha. Nên là vấn đề nhận biết thương hiệu thì quá là ok, rõ ràng rồi. Rồi, vừa rồi giới thiệu đến các bạn khá là nhiều sản phẩm rất là chất, từ iPhone tới Oppo, từ thượng vàng tới hạ cám, Samsung, Hàn Quốc, các kiểu con đà điểu. Bạn nào kết sản phẩm nào, hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123. Trong trường hợp thấy mình không nghe máy, hãy nhắn tin cho mình nha, nhắn SMS cho mình hoặc có thể nhắn tin Zalo cho mình để chốt hàng cũng được. Bởi vì dạo này đấy, tiệc tùng nhiều, đám cưới nhiều nên mong mọi người thông cảm nhé. Và bạn nào ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai có thể đến trực tiếp shop của mình để xem và mua hàng. Mình có shop nằm ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Còn những bạn ở xa mua online yên tâm, các bạn được kiểm tra hàng khi nhận nên là không lo lắng về vấn đề lừa đảo hay hàng kém chất lượng. Hàng nào chẳng may gửi phải cho bạn những cái hàng mà không được ưng ý lắm, ok, các bạn hãy báo ngay cho mình sẽ đổi cho bạn một sản phẩm ưng ý hơn, chuẩn hơn. Đấy, nếu chẳng may có xảy ra bất tiện đó thì hy vọng mọi người thông cảm nhé. Và Nhật Nam lưu ý bạn rằng là Nhật Nam không bao phí ship. Phí ship hàng điện tử này có bảo hiểm nên giá hơi cao. Hy vọng rằng các bạn hiểu và thông cảm cho vấn đề phí ship. Rồi, cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến Di Động Nhật Nam và đã đăng ký kênh ủng hộ. Bạn nào xem kênh chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký nhấn chuông để xem những clip tiếp theo và chọn mua những sản phẩm ưng ý nhất cho cái nhu cầu sử dụng cũng như là giải trí của bạn nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.